mở đầu bộ phim ta gặp một thanh niên đang đi trên đường thì đột nhiên thấy một chiếc máy bán hàng tự động sắp rơi khỏi xe chở vì là một người cuồng máy bán hàng tự động nên anh ta đã lao theo chiếc máy bán hàng và được một vé đang xuất khỏi trái đất anh ta sau đó tỉnh dậy ở một nơi rất kỳ lạ anh nhận ra mình đã chuyển sinh thành máy bán hàng tự động và ta sẽ tạm gọi là box box có thể đổi các vật phẩm bán ra ở trong máy tùy thích bằng điểm mà box nhận được khi bán hàng và đồng thời sinh mạng của box cũng sẽ được tính bằng điểm cứ một điểm sẽ bằng một tiếng duy trì mạng sống của box box khá hoảng hốt khi ở đây không có ai để mua hàng của anh bỗng nhiên có một con ếch mặc giáp đi đến nó tấn công box khiến box bị tụt điểm độ bền nếu hết độ bền thì box cũng sẽ đăng xuất thêm lần nữa con ếch sau đó gọi thêm đồng bọn và chơi hội đồng box thông báo giảm độ bền liên tục vang lên buộc box phải nâng cấp kỹ năng lá chắn vô hình một lá chắn sau đó đã đẩy lũ ếch ra và lũ ếch không thể nào tấn công box nữa nhưng nếu duy trì lá chắn cũng sẽ mất điểm nên box chỉ còn biết cầu mong lũ ếch sẽ bỏ cuộc sau khi đánh một hồi thì lũ ếch cũng bắt đầu nản mà không còn đánh cậu nữa cho đến tuần sau trôi qua vẫn chưa có bóng dáng ai đến mua hàng khiến box gần như tuyệt vọng đột nhiên có một cô gái tóc vàng tìm được box cô gái khá bất ngờ khi thấy box có thể nói chuyện được cô gái sau đó đã bỏ một đồng xu vào mua thử một lon súp của box sau khi ăn thử thì cô gái rất thích lon súp Cô đã mua thêm một chai trà sữa để uống và sau đó thì liên tục mua thêm nhiều món khác nữa. Sau khi ăn no nê thì cô gái đã ngủ một giấc ngon lành và đến sáng hôm sau, khi cô gái thức dậy thì cô đã giới thiệu mình bản thân là Lamis. Cô đề nghị di chuyển Box đến ngôi làng của cô và Box đã đồng ý. Với phước lành sức mạnh thì Lamis có thể dễ dàng nhấc Box lên dù anh nặng tới nửa tấn. Giữa đường đi, trong lúc Lamis nghỉ mệt thì Box đã đổi món ăn thành khoai tây chiên khiến Lamis đã đốt hết tiền của mình. Lúc về đến cổng làng hai anh gác cổng đã rất tò mò về box hai anh gác cổng đã mua hết đồ ăn của box và cũng phải tấm tắc khen ngon khi đi vào một con hẻm thì lamis thấy ba tên côn đồ đang bắt nạt một cô bé nên cô đã ra tay để cứu giúp dù những đòn tấn công của cô không trúng nhưng bọn côn đồ cũng đã bị dọa cho bỏ chạy cô bé cảm ơn lamis và cô bé cũng có vẻ rất tò mò về box vì khi thấy box có thể nói chuyện về tới một quán ăn thì có một cô gái nhảy sổ vào lamis vì rất lo lắng cho cô cô gái này tên là nami Nami thắc mắc về Box nên Lamis đã kể về sự hữu dụng của Box đã giúp cô rất nhiều như thế nào. Lamis sau đó đã đặt Box trước cửa quán ăn. Cô dự định muốn đưa Box tới gặp một người là Honey bằng vòng di chuyển nhưng cô đã tiêu hết tiền vào đồng đồ ăn của Box nên giờ Nami đã kêu Lamis ở lại quán ăn làm để kiếm tiền. Mọi người trong làng sau đó đều đang bàn tán về Box. Tới khuya thì Lamis đã bế Box ra ngoài chỗ canh gác của hai anh gác cổng. Vì ăn nhiều quá nên các anh đã chán ngấy với các món cũ nên Box đã quyết định đổi các món mới món lần này là món súp và bên trong có rất nhiều topping khiến hai anh gác cổng phát mê vì nó khi cắn một miếng thì anh gác cổng biết đây sẽ là món tủ của mình mọi người trong làng sau đó cũng phát mê với món súp mới của box tuy nhiên cậu vẫn cố điều chỉnh món ăn chừng mực để thu hút khách đến quán ăn và không làm ảnh hưởng đến doanh thu của quán ai nấy đều đến mua rất nhiều cậu cũng vô tình gặp lại cô bé mà cậu cùng lamis cứu ngày trước cô bé giật mình khi box lại nói chuyện nên đã chạy ra xa và ném đá vào cậu để trêu chọc tối đến lamis lại đưa cậu ra chỗ mấy anh gác cổng và rồi mang cậu về đột nhiên một chú gấu đến trước box khiến anh hơi hoảng sợ nhưng đây là chủ hội thợ săn ông đến đây là muốn box và lamis tham gia cùng hội thợ săn đi tiêu diệt lũ ếch tuy box không chiến đấu được nhưng cậu sẽ cung cấp thực phẩm cho những người khác trên đường đi hai người họ cũng đồng ý sau khi đi một quãng đường dài thì đội đã dừng lại nghỉ có một anh đội trưởng tóc đỏ tò mò về box nên đã mua một chai nước chanh anh khen nó rất ngon anh đã kêu đồng đội của mình là chị gái tóc xanh ma pháp sư kiểm tra xem box có ma lực. Không cô khô không thấy một tí ma lực nào trên người box cả khiến ai nấy đều thắc mắc không biết box thật sự là gì. Mặt trời cũng đã lặn và tới giờ ăn nên box đã chuyển sang bán mì ly. Mọi người đã ăn rất nhiều trong lúc ăn mì thì Lamis cũng làm quen được với Sui cùng đội với anh trai tóc đỏ khi trước. Buổi tối đó, chủ hội thợ săn đã đến hỏi Lamis và box muốn tham chiến để đánh bại lũ ếch hay là ở lại để giữ an toàn. Lamis do dự vì sợ Box sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Box đã đồng ý đi theo vào tổ ếch, Box muốn đi theo vì để bảo vệ bởi cô là khách hàng đầu tiên của cậu và còn là người bạn đầu tiên cậu có. Sáng hôm sau mọi người khởi hành tiến vào tổ ếch sương mù và bùn khiến họ rất khó di chuyển. Lamis đã phát hiện ra lũ ếch nên chủ hội liền phát động tấn công. Box hơi lo cho Lamis vì cô không giỏi cận chiến, nhưng khi thấy cô đấm hạ một con ếch chỉ với một đòn thì Box biết bản thân đã lo hơi xa. Lũ ếch này rất dễ hạ gục nhưng số lượng của chúng lại rất đông. Chúng xuất hiện liên tục, Lamis phát hiện một con ếch đang tấn công Sui nên đã đứng chắn trước mặt để đỡ. Ngay lúc này Box đã đựng rào chắn của mình để bảo vệ cả hai cô. Anh tóc đỏ nghĩ rào chắn là của Lamis nên khen cô khiến cô có chút mắc cỡ. Trong lúc lũ ếch đang tấn công Box đã phải liên tục cảnh báo Lamis phía sau. Nhưng cô cứ tưởng anh đang khen mình buộc Box đã dựng rào chắn để bảo vệ Lamis giờ thì anh tóc đỏ biết chắc chắn được rào chắn này là sức mạnh của box nên nhìn box với một con mắt nguy hiểm sau khi đánh bại lũ ếch thì anh tóc đỏ muốn mọi người cắt lưỡi lũ ếch để đem về nhận thưởng box đã rất bất mãn về độ vô liêm sỉ của của anh đội trưởng và muốn chị gái tóc xanh cho anh ta một trận mọi người sau đó đã tiếp tục chiến đấu với lũ ếch có rất nhiều người bị thương nên lamis đã bế họ lên xe hàng để nghỉ ngơi box đã đưa cho những người bị thương chai nước điện giải để giúp họ tốt hơn Mọi người suy đoán số lượng ếch nhiều hơn so với dự tính có thể do sự xuất hiện của ếch Chúa. Còn Lamis và Box thì được chủ hội giao cho trọng trách cung cấp thức ăn và chữa cho những người bị thương buổi tối đó. Trong lúc Lamis vắng mặt thì một tên khả nghi đã tiến đến Box và có ý định trộm tiền của cậu. Hắn bị Box chơi một vố khá đau khi bị thả một lon sút nóng hổi vào tay. Hắn hét lên trong đau đớn và hắn định dùng dao để phá hủy Box. Nhưng Lamis đã nghe tiếng hét mà chạy đến kịp lúc và cho hắn một trận hắn bị trói lại và đúng lúc này thì ếch chúa bỗng nhiên lại xuất hiện khiến cả đội hoảng sợ cả hai con lợn rừng kéo xe cũng không thể nào chạy được nên lamis đã thả hai con lợn ra và tự mình kéo chiếc xe đi box cũng biến lô hàng thành coca và kẹo mentos để kêu mọi người bỏ mentos vào coca nhưng ngôn từ của cậu có hạn khiến mọi người không hiểu gì sau một lúc thì tên đã tấn công box tỉnh dậy mọi người đã nhét kẹo vào miệng hắn để hắn bớt nói lại và còn đổ coca vào khiến hắn phun trào lamis giờ đã hiểu và kêu gọi mọi người bỏ mentos vào coca và bắn vào mắt ếch chúa chủ hội thợ săn và anh đội trưởng lúc này cũng đến mọi người họ đã cùng nhau hợp lực tấn công cuối cùng ếch chúa cũng bị hạ gục công lao trong trận chiến này đều thuộc hết về box chủ hội xin lỗi vì đã khiến lamis gặp nguy hiểm lamis cũng xin lỗi ngược lại vì hơi bất cẩn và thế cả hai xin lỗi qua lại tới sáng khi trở về tới làng lamis và mọi người phát hiện phía ngôi làng đang bốc khói cho dù mọi người rất mệt sau vụ việc tối qua nhưng vẫn phải tức tốc về làng Lamis rất lo lắng cho Nami và bà chủ, khi về tới làng thì Lamis thấy làng của đã bị phá hoại nặng nề. Cô tức tốc chạy về nhà trọ và gọi Nami cùng bà chủ nhưng không thấy ai trả lời. Lamis quyết định chạy nhanh qua hiệp hội thợ săn để tìm hai người họ. Thì ra ngôi làng vừa bị con rắn hai đầu khổng lồ tấn công nên mới hư hỏng nặng nề đến thế, nhưng may mắn là mọi người không bị làm sao. Vì ngôi làng được xây gần hầm ngục nên khi có quái vật đến thì họ cũng sẽ có sức chống trả. Nhân dịp mọi người an toàn thì Box đã quyết định đãi cả làng một bữa ăn miễn phí. Box rất bất ngờ vì người trong thế giới này ăn cả quái vật mà họ tiêu diệt được. Trong lúc say thì Lamis đã tiến đến Box và công nhận Box là một phần không thể thiếu của ngôi làng khiến Box rất cảm động. Mọi người sau đó đã cố gắng xây dựng lại ngôi làng sau khi bị quái vật phá hủy. Lúc này có ba người đến làng và trông thấy Lamis đang phá hủy cả tảng đá to tổ bố khiến cả ba cũng rén ra mặt. Anh đội trưởng tóc đỏ mới nhận được tiền thưởng nên muốn đãi mọi người. Thế là Nami và bà chủ muốn lấy món mắc nhất cho anh ta khiến anh ta hơi rén. Anh đội trưởng muốn mời Lamis và Box tham gia đội của mình nhưng cô từ chối ngay làm anh ta quê quá mà bỏ đi. Ba người kia thắc mắc tại sao cô lại từ chối thì cô trả lời rằng bản thân hiện chỉ muốn xây dựng lại làng nên mới từ chối. Lúc này có hai người đến để đổi tiền vì đồng bạc của nơi này này đang bị giảm dần, nhưng Box không có chức năng đổi tiền nên Lamis đã nghĩ ra cách là để họ mua một thứ gì đó bằng đồng vàng thì Box sẽ thối lại tiền. Khi đút đồng vàng vào mua thì Box đã thật sự đổi ra được đồng bạc tên gian xảo lần trước thấy thế thì trưng ra khuôn mặt nguy hiểm có vẻ hắn đang âm mưu một điều gì đó sau đó có một ông lão đang trải nghiệm chức năng mới của box là sổ số, số nhưng vì chơi toàn trượt nên vợ của ông đã đến lôi ông về cái thói cờ bạc của ông lamis sau đó đến và xin lỗi box vì phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa cô mới có thể đưa cậu đến gặp honey được lúc này hội trưởng đến và muốn bàn với lamis cùng box chút việc hội trưởng đã đưa cả hai đến hội và nhờ lamis ra ngoài một lúc để nói chuyện riêng với box Hội trưởng nói về việc gần đây có nhiều người di cư xuống làng gây ra nhiều vấn đề. Một trong số vấn đề đó là dịch bệnh lây qua đường quan hệ kín. Hội trưởng đã gọi cô gái tên Sally và Box rất vui khi thấy gái sinh. Box đã có phương án để ngăn chặn dịch bệnh nhưng sợ mọi người không hiểu nên Box đã chuyển đổi hình dạng và thay đổi sản phẩm. Một hộp gì đó rơi xuống và bên trong hộp không gì khác ngoài áo mưa cho cậu nhỏ. Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng thì họ cũng đã hiểu cách sử dụng và quyết định mua số lượng lớn để phân phát. Box rất thỏa mãn khi bán được nhiều đến như vậy. Buổi chiều hôm đó, cô bé lần trước lại xuất hiện và còn cầm theo rất nhiều hòn đá khiến Box hơi sợ. Con bé rất hỗn láo này muốn ném đá để phá hủy Box thì bị vệ sĩ của cô bé đến mang về. Cô bé sau đó lại xuất hiện và lần này Box đã tặng cho cô bé chai nước cam và sau cùng thì cô bé đã nói ra lời cảm ơn với Box. Đến tối Box được Lamis dẫn đến nhà tắm. Tại đây Box đã được ngắm body của mấy em gái thỏa thích mà không sợ bị táng vỡ mồm. Box cảm thấy may mắn vì bản thân không bị xem là con người. Thực ra cái này cũng không may mắn lắm. Nhưng Box đến đây chủ yếu là để bán dầu gội chứ không phải vì ham hố gì mấy cái nhìn ngắm đâu. Box vừa nói vừa trưng ra bộ mặt biến thái của mình. Chiều hôm sau, ông già thua sổ số, số khi trước lại đếm và hôm nay ông còn dẫn cả cháu gái của mình vào con đường nghiện ngập của ông. Nhưng cô bé có vẻ hên hơn ông mình khi đã trúng thưởng khi quay lần đầu tiên. Ông rất bất ngờ và hạnh phúc khi còn được cô bé tặng lại phần thưởng. Lại một ngày mới, hội trưởng gấu lại đến tìm Box để nhờ anh làm camera giám sát chạy bằng xu vì box có năng lực hòa vào môi trường xung quanh nôm ha là ngụy trang như tắc kè buổi chiều hôm đó cô bé tiểu thư khi trước tên là suji đang thèm nước hoa quả mà box cho khi trước nhưng không thấy box đâu nên đã mắng box là đồ ngốc lúc này lamis cũng đến và lên tiếng bênh vực box suji muốn box là của riêng mình nên đòi mua lại box nhưng lamis tất nhiên là sẽ không đồng ý vì box không phải tài sản của cô tranh cãi một hồi thì suji cũng bỏ về nhà và box thì đã xuất hiện trước mặt lamis lamis cũng muốn kể cho box nghe về chuyện cô đã gặp hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng và thời tiết rất đẹp box đang ngắm cảnh vật xung quanh thì bỗng nhiên chiếc xe ngựa vấp tảng đá khiến box giật mình quay lại vài tiếng trước thì có một nhóm người tự xưng là được hội trưởng thuê ra cố bức tường thành và muốn box đi theo chúng để hỗ trợ phần thức ăn tuy trong đó có tên định trộm tiền của box khi trước nhưng box vẫn đồng ý và đó là lý do tại sao box ở trên chiếc xe này đến chiều thì chúng đã dừng lại nghỉ ngơi và box đã chụp hình hết tất cả bọn chúng lại tên đáng ghét kia lại đến cầm dao uy hiếp box giao ra thức ăn cho hắn nhưng box đã từ chối dùng dao đâm khiến độ bình của box bị trừ đi lúc này tên cầm đầu cũng đứng ra và kêu box nghe theo những yêu cầu từ hắn nhưng box từ chối khiến hắn tức giận và hắn kêu thuộc hạ của hắn liên tục phá box anh đã dùng điểm để tăng độ cứng cho bản thân bọn chúng không thể gây sát thương cho box được nữa nên cũng dừng đánh box đã cho bọn chúng vài lon nước nhưng rất sở khiến bọn chúng phun ra hết khi tối đến bọn chúng đã mang box đến cho một người phụ nữ nhưng người phụ nữ này rất hung dữ khiến chúng cũng rén mà bỏ chạy. Cô cũng giới thiệu là Honey và Box hình như đã nghe được cái tên này ở đâu đó. Box nhớ ra cô chính là người mà Lamis muốn đưa Box đến gặp. Cô là một kỹ sư ma cụ và hiện đang bị đám kia giam giữ ở đây. Khi thấy Box cũng chào lại thì Honey cũng đã kinh ngạc. Nói chuyện một hồi thì Honey cũng khát nước nên Box đã đưa cho cô chai trà sữa. Box đã giải đáp hết những câu hỏi liên quan tới cậu cho Honey nghe để cô nghiên cứu. Box thay đổi hình dạng và dựng rào chắn khiến Honey cũng đã phải khen Box rất lợi hại. Nhưng Box lại nghĩ ngược lại khi người cần được khen là cô mới đúng. Vì cô đã tự mình tìm ra những câu trả lời dựa trên lượng ngôn ngữ có hạn mà Box có. Ngay lúc Honey đang ngủ thì tên đáng ghét và đàn em của hắn định tấn công cô. Box liền chuyển đổi hình dạng và đổi sản phẩm thành tạp chí 18 cộng, khiến bọn chúng phải bỏ ý định mà chạy đi chơi với mớ tạp chí. Buổi sáng hôm sau, đám kia chỉ cho Honey đúng một mẩu bánh mì khiến cô không vui box đã thay đổi sản phẩm và cho cô ăn thỏa thích từ hamburger cho đến ramen và nhiều món ăn khác cô đã no cả bụng và vẫn miệt mài nghiên cứu về box khiến đầu tóc cô bù xù hết cả lên từ khi bị nhốt tới giờ cô vẫn chưa tắm rửa lần nào thấy thế nên box đã cho nước và dầu gội đầu để cô tắm rửa sạch sẽ buổi tối khi box và honey đang ngủ thì có tiếng động rất lớn ở bên ngoài thì ra là lamis và những người trong hội thợ săn đã tìm đến để cứu cậu bên ngoài đang đánh nhau dữ dội khiến căn phòng rung lắc honey đã nhờ box bảo vệ mình và box rất sẵn lòng làm điều đó box nghe được từ honey rằng phía trên của họ là nhà kho là nơi đám kia cất giữ tiền vàng mà chúng cướp được và còn có cả thuốc nổ nữa tức là trên đầu họ đang có một đống bom vừa nói xong thì mớ bom phát nổ khiến căn phòng sập đổ xuống nhưng box đã dựng rào chắn nên cả hai tạm thời không sao nhưng box vẫn phải tìm cách để duy trì rào chắn này thật lâu thì honey chỉ lên trên góc có một túi đầy vàng ở trên đó Box đã lấy nó xuống và Honey đã liên tục nạp tiền cho Box để duy trì rào chắn. Ngân có thể duy trì được 3 ngày và việc còn lại chỉ là đợi người đến cứu. Nhưng càng ngày thì không khí trong phòng dần cạn và Honey cũng sắp ngất đi. Box đã chuyển sang máy cung cấp oxy và Honey cũng hiểu được và đưa ống thở vào miệng. Honey đã nói nếu Box là đàn ông chứ không phải máy bán hàng thì cô có lẽ đã yêu Box khiến Box đỏ cả mặt. Lamis ở bên ngoài cũng đã đào đến và gọi Box. Box cũng trả lời lại, lamis vừa gặp lại box đã vui mừng lao vào box khiến anh bị trừ tận một đống độ bền dù cậu đã nâng cấp độ cứng trước đó gặp lại box khiến lamis vui mừng mà ôm box khóc òa lên cô ôm box không chịu thả ra và box cũng rất vui vì có thể gặp lại được cô lúc này lamis mới nhận ra sự hiện diện của honey và mọi người sau đó đã cùng nhau trở về trong lúc đang ngủ thì lamis đã mơ một giấc mơ trong giấc mơ có lamis và honey và cũng như là cả box lamis đã nói box chính là thứ đã cứu rỗi cuộc đời của cô cô vừa ngủ vừa nói mớ và muốn box đừng đi đâu nữa ai nấy đã biết lamis xem box như một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cô honey cũng đã kể cho box nghe về vụ tai nạn khi cả lamis và honey còn nhỏ ngôi làng của cả hai đã bị quái vật tấn công và xóa sổ cả hai đều bị mất gia đình và lamis đã hối hận khi cô có sức mạnh mà không thể bảo vệ được ai khi box biết được quá khứ của lamis thì quyết định sẽ cố gắng giúp lamis và sẽ luôn ở bên cạnh cô honey cũng đã quyết định tạm thời ở lại ngôi làng này khi lamis rời đi thì hai người vệ sĩ của suji đã đến và nhờ box và honey chấp nhận yêu cầu của cô bé khi nghe tiếng bước chân của suji thì hai người vệ sĩ chuồn đi thì ra cô bé muốn nhờ honey và box tham gia một bữa tiệc để giới thiệu các ma cụ và kỹ sư của từng gia đình nhà giàu và đánh bại đối thủ truyền kiếp của cô bé box và holemi cũng đã đồng ý trong buổi tiệc box đã quan sát và thấy đối thủ truyền kiếp của suji là kana hai đứa đã đến chào hỏi nhau và cũng không quên dùng những câu từ thâm hiểm nhất để đá xéo nhau Box không thể tin đây là cuộc nói chuyện của hai bé gái. Kana cũng đã qua chào hỏi Honey cho đúng phép tắc và bảo Suzy chuẩn bị nhận thua đi là vừa. Buổi tiệc sau đó cũng đã bắt đầu, ma cụ của kỹ sư đầu tiên là một cây gậy có thể tùy biến thành nhiều loại vũ khí. Cơ bản là gắn đầu vũ khí nào vào thì thành cái đó, nhưng điểm trừ là không chắc chắn. Những người trong bữa tiệc thấy chán với món này và những món tiếp theo đó cũng toàn là những đồ không ra gì. Honey và Box cũng ngáp lên ngáp xuống với buổi tiệc này. Kỹ sư tiếp theo là của cô bé Kana. Ma cụ được giới thiệu lần này là một con rối có trí thông minh khiến những người trong buổi tiệc rất bất ngờ. Honey nói rằng với công nghệ của thế giới này thì ma cụ với trí thông vẫn chưa được tạo ra một cách hoàn thiện, nhưng nếu đưa linh hồn của con người vào thì rất có thể sẽ khiến nó hoạt động, nhưng nó rất nguy hiểm nên đã bị cấm. Đã từng có một tên kỹ sư cố chấp tạo ra nó và đã khiến cả một ngôi làng bị phá hủy. Vừa nói xong thì con rối kia đã mất kiểm soát, miệng nó luôn thốt ra từ giết, mặc dù kỹ sư này đã nói là nó không có chức năng này. Lúc này tên kỹ sư chạy ra sau và định tắt nó nhưng đã quá muộn. Nó đánh tên kỹ sư văng ra một góc. Honey đã kêu những vệ sĩ đẩy con rối đó xuống nhưng họ cũng bị nó đánh bay ra. Honey lao lên và quăng áo choàng của mình để đánh lạc hướng con rối và nhảy trên lưng và lấy lõi linh hồn của nó sau. Khi phá vỡ được lõi linh hồn con rối cũng đã gục xuống. Tên kỹ sư vẫn tiếc khi tâm huyết của mình bị hủy hoại nhưng đối với Honey đây thì việc như vừa rồi là dễ như ăn bánh. Khi mọi người trong buổi tiệc nghe được tên của cô thì họ đã nhớ và kể ra những tai tiếng của cô hồi còn ở học viện kỹ sư. Còn Box nhận ra một điều là hình như bản thân đã bị mọi người bỏ quên. Mùa đông cũng đã đến, tuyết cũng rơi thì một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra, do sắp tới có một chuỗi cửa hàng sắp đến đây, và chuỗi cửa hàng đó đã chiếm doanh thu ở 70% các địa tầng được khám phá. Và nếu không làm gì thì chuỗi cửa hàng sẽ thống trị đến đây và khiến những quán ăn ở nơi này bị phá sản, Box cũng được mời đến họp chung nami đã nhờ box giúp đỡ trong chiến dịch lần này và cô đã hứa sẽ giảm một nửa tiền trọ cho lamis nên box đã đồng ý hôm sau thì box lamis và cả honey đã đến chuỗi cửa hàng để quan sát khách xếp hàng của họ rất đông thảo nào nami lại sợ hãi đến vậy một người làm trong nhà hàng đã ra chào nhóm của box và ngỏ lời muốn mời box vào làm ở chỗ họ nhưng chắc chắn là box sẽ từ chối khi vào nhà hàng lamis và honey đã nếm thử đồ ăn thì thấy nó có vị nhạt vì gia vị của thế giới này khá là đắt và thế là họ đã tìm ra cách để đánh bại nhà hàng này tất cả mọi người lại họp thêm một lần nữa lần này tất cả mọi người đã tạo ra một thực đơn mới để thu hút khách hàng nami đã đưa cho box đánh giá nhưng box không có miệng nên lamis đã kêu nami để cô và holani thử rồi cho cảm nhận cả hai đánh giá món ăn khá nhạt cần phải để đậm vị hơn thì sẽ ổn box đã thay đổi sản phẩm và đưa cho mọi người ăn những món ăn có đậm gia vị của mình để dựa vào đấy họ sẽ dễ phát triển thực đơn ngay giành lại thị trường cũng đã đến những gian hàng dược dân làng đặt trước nhà hàng kia, người dân cũng kéo đến ăn ở những gian hàng thì đã khen rất nhiều. Quản lý của nhà hàng tức giận vì khách của mình bị giành mất. Và một tháng sau, chuỗi nhà hàng trên đã phải rút khỏi nơi này vì doanh số bị tụt giảm. Mọi người đã cùng nhau ăn mừng và lúc này anh đội trưởng tóc đỏ đã tới tìm Box và muốn Box tham gia chiến dịch khi mùa đông kết thúc. Nhưng Box đã từ chối, thế là anh đã kể về việc lần trước đã giúp Box và Honey được cứu như nào. Vì đã nợ một ơn tình nên Box cũng đành phải trả ơn nhưng vẫn phải xem ý kiến của Lamis như nào. Tối đến, Lamis cùng Honey đã tâm sự bên bờ sông, Lamis rất muốn chiến đấu. Nhưng cô không thể mạnh mẽ khi nhớ về những ký ức đau khổ của mình. Box cũng thay đổi sản phẩm và tặng cho Lamis một bông hoa cẩm chướng với ý nghĩa là cảm ơn. Lamis đã rất vui khi nhận được quả Box. Box sau đó đã nghĩ về chuyện Honey kể, về quá khứ của cô và Lamis. Box không ngờ Lamis có một quá khứ buồn như vậy. Khi xuân về thì hội thợ săn cũng đã hoạt động trở lại và Box nhất định sẽ bảo vệ Lamis bằng mọi cách có thể. Đột nhiên một cô gái đeo khăn choàng đỏ đi đến trước Box, nhưng khi cô thấy hai anh gác cổng đi tới gần thì cô lại trốn đi. Sau khi hai anh rời đi thì cô gái mới lấp ló đi ra. Thì ra do cô thích anh gác cổng mặt sẹo nhưng lại khá nhút nhát để thổ lộ. Lần trước cô thấy anh mặc khăn choàng màu đỏ nên cô đã mặc giống để gặp anh mặt sẹo. Nhưng cô chỉ có thể nhìn anh bước đi mà không dám bày tỏ. Thấy vậy Box đã thay đổi sản phẩm thành các nguyên liệu và cho cô để cô có thể làm ra món ăn mà anh mặt sẹo thích. Khi cô cảm ơn thì Box đã vô tình thấy được khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương của cô. Anh mặt sẹo vài ngày sau cũng được dịp khoe với anh đồng nghiệp và cả Box về việc được gái sinh nấu cho ăn. Box có vẻ khá cay cú, Box khá cay nên thả lon súp nóng hổi ra cho anh ta nhặt và rồi bị bỏng cả tay, cho trừ cái tội thích khoe. Mùa xuân cũng đã chính thức đến và ngày mai sẽ là ngày Lamis và Box phải lên đường cùng anh chỉ huy nhiệm vụ của họ là đi kiểm tra ba phe quái vật lớn nhất sống ở khu vực này đầu tiên là lũ cá sấu vì ếch và rắn hai đầu đã bị xử trước đó nên họ cần kiểm tra xem lũ cá sấu có bị sinh ra quá nhiều hay không honey muốn cô đừng liều quá và nếu bất chắc thì nên bỏ chạy sáng hôm sau đội của anh chỉ huy tóc đỏ đã đến đón lamis và box honey cũng quyết định đi theo để giúp họ bằng tri thức của bản thân vì đằng nào chủ hội gấu cũng đã nhờ cô trên đường đi cả nhóm đột nhiên bị đám ếch tập kích nhưng anh tóc đỏ đã biết trước mà cho cả đội phản công lại honey đã đưa cho lamis một chai cola thủy tinh để cô ném lũ ếch nhưng cô lại ném mạnh quá khiến nó bay mất lúc dừng lại nghỉ chân ai nấy đều vui vì có box mà họ không còn cần phải bắt và nướng quái vật để ăn nữa honey tính ra bụi để giải quyết vấn đề riêng tư thì box đã có cách anh tạo ra bộ dụng cụ trong đó là một chiếc ghế gấp một túi bóng để đặt vào ghế và một cái lều nhỏ đủ cho một người honey nhận ra đây là nhà vệ sinh và nhờ có nó mà vấn đề vệ sinh không còn quá rắc rối nữa. Anh chỉ huy tự mãn vì bản thân là người đã kêu box đi theo để họ có thể trải nghiệm những thứ tiện lợi này, nhưng dù anh ta có tự mãn thì cũng chẳng ai quan tâm đến anh ta. Khi tiến vào địa phận của quỷ cá sấu thì anh chỉ huy đã cử hai anh em sinh đôi này đi trinh sát. Sau khi quay về thì họ báo cáo lại là có một đầm lầy nhỏ khoảng 30 con ở hướng đông bắc. Anh đội trưởng đã quyết định chỉ do thám tình hình chứ không tiêu diệt. Nhưng cô đội phó từ chối vì thịt hay da cá sấu đều bán rất nhiều tiền, thế là vì cuộc sống mưu sinh nên anh chỉ huy đã nghe theo lời đội phó họ sẽ nghỉ ngơi đợi đến sáng hôm thì sau xuất phát vì màn đêm thì quỷ cá sấu sẽ hung hãn và khát máu hơn ban ngày sáng hôm sau thì toàn bộ cá sấu đã lên bờ và run rẩy do lạnh thì ra tối qua honey và box đã nghĩ ra cách là dùng đá lạnh mà box tạo ra để thả xuống sông mục đích là khiến cho chúng phải bò lên bờ vì cá sấu là loài máu lạnh nên khi gặp nhiệt độ xuống thấp chúng sẽ không thể chịu được Điều này giúp họ dễ tiêu diệt chúng hơn vì không phải xuống dưới nước và là điểm mạnh của chúng. Lúc này anh Chỉ Huy kêu cô đội phó tạo ra sương mù bao phủ toàn bộ đầm lầy để hạn chế tầm nhìn của lũ cá sấu. Nhưng điều đó khá khó nên Box đã chuyển đổi hình dạng để tạo ra đá khô và từ hơi lạnh đó sẽ tạo ra sương mù. Sương mù gần như che phủ toàn bộ đầm lầy. Anh Chỉ Huy bị cô đội phó chê là phế vật thì ủ rủ ngồi một góc. Khi đã chuẩn bị xong thì cả nhóm đã khởi hành đi tiêu diệt lũ cá sấu. Honey cũng đề cập với Box về việc có thể con boss thức tỉnh và có thể chính điều đó dẫn đến sự xáo trộn này cô còn nói cho box nghe về việc nếu đánh bại được boss cá sấu thì sẽ nhận được kho báu rất lớn vừa dứt lời thì thấy đội đã quay trở về đằng sau là chúa tể quỷ cá sấu đang dì sát những chấn động mà nó tạo ra đã làm vỡ cả mặt đất box đã tạo rào chắn và đẩy honey đi và anh chỉ huy đã đưa cô lên xe box ở lại đối đầu với con cá sấu box đã nâng toàn bộ chỉ số vào chống chịu và thay đổi hình dạng trở nên to lớn hơn nhưng với sức mạnh của con cá sấu thì nó vẫn có thể dễ dàng hất box đi box biết mình phải câu thời gian để giúp mọi người chạy đi thế là box dùng món ăn để dụ con cá sấu nuốt cả thức ăn lẫn box vào bụng khi box tỉnh lại thì đã ở trong dạ dày của con cá sấu acid dạ dày của nó khiến điểm của box liên tục bị trừ rất nhanh box đã chuyển đổi sản phẩm và cho nó một đống thuốc tẩy vào bụng nó đau đớn mà dãy dụa lên box chuyển thành máy bán xăng và dùng chức năng hâm nóng của mình để hâm nóng lon súp và tạo cho thêm khăn và báo để mùi lửa box đã bắn ra và khiến con cá sấu phát nổ và tạo ra một cái hố to đùng cậu đã thành công tiêu diệt được con cá sấu và nhận được một đồng xu nhưng do vụ nổ đã làm đất sụp đổ khiến box rơi xuống vô định không biết mình sẽ rơi đến lúc nào nên box chuyển đổi thành máy bán bóng bay box định dùng bóng bay để làm giảm tốc độ khi rơi xuống box đã bơm bóng bay nhưng nó rất chậm nên box đã dùng điểm để tăng tốc độ bơm bóng bay bóng liên tục được bơm rất nhiều nhưng tốc độ rơi xuống không giảm được bao nhiêu Thế là Box chuyển đổi thành máy bán hàng bằng bìa các tông để giảm trọng lượng bản thân nhẹ nhất có thể. Nhưng điều đó chỉ giúp Box đáp đất an toàn chứ không bay lên được. Box rơi xuống một mê cung phức tạp. Khi xem lại điểm của mình, thì Box đã kinh ngạc khi nó tận một triệu điểm. Có vẻ là do Box đã đánh bại quỷ cá sấu trước đó nên mới có nhiều điểm như vậy. Box dùng điểm của mình để thăng cấp lên, tức là bây giờ Box có thể chuyển đổi thành những cỗ máy khác mà trước đây Box không thể. Box sau đó đã biến thành máy hút bụi và hút đồng xu của quỷ cá sấu vào nó chẳng có tác dụng gì mấy ngoài việc chứng minh việc box đã tiêu diệt quỷ cá sấu lúc này hệ thống cảnh báo box đã biến hình quá giờ nên buộc phải trở về hình dạng nguyên bản vài ngày trôi qua và box không có người đến mua để duy trì điểm nhưng box không lo vì giờ đây box đã có cho mình tấm pin năng lượng mặt trời giúp bản thân có thể giữ chữ điểm khi không có ai đến mua bỗng nhiên có bốn con gấu chạy đến phía box sau chúng là lũ quỷ heo đang dí sát theo sau một con trong số chúng đang bị thương nên kêu đồng bọn của mình cứ chạy trước và bỏ lại nó cũng được thấy thế thì box đã bắn ra mấy chai nước vào mặt quỷ heo và khiến chúng hoảng sợ mà bỏ chạy lũ gấu quay lại và box cũng hiện ra cho chúng thấy bọn chúng hoảng sợ khi thấy box có thể nói chuyện được box đã chuyển đổi hình dạng và bắn thức ăn ra để thu hút con vào vàng rất cảnh giác nhưng màu xanh đã bị mùi thơm của thịt hấp dẫn mà tiến đến nó không chịu nổi mà ăn ngấu nghiến đen và trắng thấy thế cũng tới ăn thử vàng tuy vẫn rất cảnh giác nhưng bụng kêu lên nên cũng phải đến ăn khi cắn miếng đầu thì hai hàng nước mắt của vàng tuôn ra vì món ăn của Box thực sự quá ngon, dựa theo những lời chúng nói thì bọn chúng là thợ săn và nhóm của chúng tên là Quỷ Phàm Ăn. Vì kiếm tiền mưu sinh nên chúng mới đi xuống mê cung để mạo hiểm kiếm tiền trang trải cuộc sống, Box cũng hiểu cho chúng. Thức ăn của Box đã sớm chất thành núi, bọn chúng xem Box là kho báu và muốn đem về nhưng Box đã từ chối khiến bọn chúng nhảy dựng lên vì sợ. Bọn chúng muốn đưa Box về cửa hàng ma cụ để kiểm tra nhưng bọn chúng không nhấc nổi Box. Thế là Box đã biến ra bánh xe cho chúng di chuyển dễ dàng hơn chúng lại muốn bán box cho chuỗi cửa hàng để kiểm tiền nhưng chắc chắn box sẽ từ chối box tạo ra kết giới chia cắt chúng khiến chúng hoảng sợ box đang cố giao tiếp với chúng nhưng bọn này thì chẳng hiểu gì box thêm chức năng tạo ra những dòng chữ chạy qua nhưng bọn chúng cũng chẳng hiểu vì đó là tiếng nhật bọn chúng khiến box tức muốn ói máu vì độ đần của chúng box sau đó đã trúng món thịt khi nãy và bọn chúng lại ăn ngấu nghiến khiến box nhận thấy bọn này chỉ biết ăn lũ quỷ heo khi trước quay lại trả thù nên box chuyển sang máy bơm dầu hỏa nhưng dầu hỏa sẽ không chảy ra nếu chưa lấy vòi bơm xuống may mắn là một cơn chấn động đã làm vòi bơm rơi xuống dầu được bơm xuống đất làm lũ quỷ heo cũng vì thế mà bị ngã box cảm thấy có gì đó sai sai vì chấn động vẫn chưa dừng thì ra cơn chấn động khi nãy là do bộ xương bao bọc bởi ngọn lửa này gây ra cả bức tường cũng bị nó làm cho tan chảy bọn gấu cũng nhận ra đây là hỏa cốt thì liền đẩy box bỏ chạy lũ quỷ bị thiêu cháy và bị hỏa cốt bỏ vào miệng từng con một nó cũng bỏ đi sau khi xử xong lũ heo mà không đuổi theo nhóm box nó là boss của tầng này và tối hôm đó khi lũ gấu đang ngủ ngon lành thì box đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ box cố đánh thức chúng như chúng giờ đang ngủ khá say liền bật loa hết công suất để đánh thức bọn chúng bọn chúng giật mình tỉnh lại thì thấy lũ ma chơi đang tiến tới nếu không xử lý ma chơi thì hỏa cốt sẽ lại tìm đến box đưa cho chúng ba chai nước để dập tắt ngọn lửa từ ma chơi và con màu vàng đã tiến lên đánh bại chúng box không ngờ tới việc là lũ này khá nhanh và không hề yếu Sen đã nhận ra việc Box có ý chí riêng và Box đã nghĩ lần này bọn chúng sẽ hiểu bản thân, nhưng không bọn chúng lại không hiểu Box muốn nói gì khiến Box tức điên lên. Sáng hôm sau khi đang tìm đường ra khỏi mê cung thì Lũ Gấu nghe thấy tiếng của chủ hội Gấu và cũng nghe thấy tiếng của Lamis, cuối cùng Lamis cũng nhìn thấy Box. Cô lao đến với tốc độ ánh sáng khiến Box phải nâng độ chống chịu của mình lên. Mọi người đã đoàn tụ với nhau, Lamis trước đó đã đe dọa anh Chỉ Huy là nếu không tìm được Box thì sẽ có chuyện không hay xảy ra nên mọi người cũng đã đi tìm Box với cô hội trưởng gấu cũng cảm ơn nhóm phàm ăn và đãi họ ăn một chầu xem như cảm ơn lúc này nhóm phàm ăn mới nhận ra là box có ý chí và nghe hiểu được những gì họ nói trước giờ vì đã tìm thấy box nên cả đội đã ra khỏi mê cung hội trưởng gấu đã nói với box mục đích lần này không những là tìm box mà còn phải tiêu diệt boss của tầng này là hỏa cốt vì nó sẽ gây nguy hiểm cho các thợ săn khác hội trưởng cũng nhường những lời còn lại cho anh chỉ huy tóc đỏ vì đây là yêu cầu của anh ta anh chỉ huy muốn mượn sức mạnh của box để tiêu diệt được hỏa cốt anh đội trưởng cũng kể về truyền thuyết mê cung cho Box nghe. Có những người đã truyền tai nhau rằng nếu ai đến được nơi sâu nhất của mê cung hoặc hầm ngục thì sẽ có thể thực hiện được điều ước. Nhưng phải có điều kiện là thu thập đồng xu khi đánh bại boss tầng. Box chợt nhớ ra đồng xu rơi ra khi đã đánh bại quỷ cá sấu. Thì ra nó quý giá đến như vậy. Anh chỉ huy nói tiếp trong nhóm anh ta có 8 thành viên, cặp song sinh sẽ có chung điều ước. Anh và cô đội phó cũng vậy nên sẽ chỉ cần 6 xu. Hiện tại cả nhóm đã có 3 đồng xu, và box cũng có thể sử dụng đồng xu để trở lại hình dạng con người anh đội trưởng muốn lamis và box vào nhóm một lần nữa box cũng đã đồng ý lời đề nghị của anh ta và lamis cũng vậy honey cũng tham gia với mọi người sáng sớm hôm sau mọi người cũng tập hợp và xem qua bản đồ box sử dụng chức năng hiển thị hình ảnh mà bản thân đã chụp khi trước để hiển thị bản đồ cho mọi người cùng xem cách đánh bại hỏa cốt là bọn họ sẽ kích hoạt bẫy trong mê cung và dụ hỏa cốt rơi vào hội trưởng gấu kêu mọi người đúng nép vào tường và kích hoạt bẫy một cái hố to đùng xuất hiện và anh chỉ huy cho biết chiến thuật chi tiết là dụ con hỏa cốt vào bẫy và sử dụng nước để dập tắt lửa và làm lộ bộ xương bên trong rồi tấn công nó. Dùng thủy ma pháp của phó đội trưởng và Box cung cấp nước đóng chai thì sẽ rất tốn thời gian. Box đành phải mua thêm chức năng và thay đổi hình dạng thành một máy phun nước áp lực cao. Nhưng vấn đề ở đây là Box chỉ có thể chuyển đổi hình dạng 2 tiếng một ngày. Đã vài ngày trôi qua, mỗi ngày một tiếng box liên tục biến thành máy phun nước sau đó biến trở lại thành máy bán hàng và dùng nước đóng chai để đổ đầy cái hỗ bên dưới. Thỉnh thoảng sẽ có quái xuất hiện, nhưng với một nhóm kỹ năng cao nên việc đó không quá ảnh hưởng đến kế hoạch. Con gấu vàng đã xuống dưới hố để kiểm tra mực nước nhưng sàn này thấm nước nên những việc làm vài ngày qua đã trở thành công cốc. Box liền nghĩ ra ý tưởng, Box đã chuyển đổi thành máy bán đá lạnh. Ở dưới đó khá lạnh nên thả đá lạnh xuống sẽ giữ được nhiệt độ mà sẽ không bị tan đá. Tối hôm đó, Lúc mọi người đang ngủ say thì Lamis đã đi đến nói chuyện với Box. Cô hỏi Box có muốn trở lại thành con người không thì Box cũng rất muốn trở lại, nhưng Box đã nghĩ là nếu trở lại thành người thì liệu bản thân còn giá trị gì nữa không. Vài ngày nữa đã trôi qua, số lượng đá ở dưới hồ đã khá nhiều, giờ cũng đã đến lúc thực hiện kế hoạch. Hỏa cốt cũng đã xuất hiện, thân hình đồ sộ của nó làm cho mọi người trầm trồ, hội trưởng gấu cũng kêu gấu vàng kích hoạt bẫy. Hỏa cốt rơi xuống bẫy nhưng mọi người chẳng hiểu chuyện gì khi không thấy lửa bốc lên mà ngọn lửa của hỏa cốt thì vẫn biến mất, hóa ra box đã dùng đá khô CO2 chứ không phải đá bình thường nên sẽ không có oxy để lửa bốc lên. Mọi người sau đó cố tấn công hỏa cốt nhưng không gây được nhiều sát thương cho nó, phải cần thứ gì mạnh mẽ và nặng hơn để tiêu diệt được nó. Mọi người hướng mắt về phía box nhưng tất nhiên là Lamis và Holani sẽ không đồng ý. Mọi người quyết định nhảy xuống chiến đấu chứ không thể nào nhờ vào box mãi được, box đang cố ngăn cản mọi người vì ở dưới hố toàn là CO2 nên rất nguy hiểm cho con người. Hỏa cốt cũng đang định leo lên nên mọi người quyết không bỏ qua cơ hội này mà định nhảy xuống. Box này ra ý tưởng. Box đã chuyển đổi thành máy bán tạp chí 18 cộng. Làm Lamis nghĩ thấy Box là biến thái nên đã cho Box một phát bay lên trời, đúng theo kế hoạch. Box chuyển thành dạng nặng nhất của mình và rơi xuống đập vỡ tan bộ xương. Thành công đánh bại được hỏa cốt thì Lamis cũng muốn nhảy xuống cứu Box lên, nhưng Box đã ngăn cản. Box thấy đồng xu hỏa cốt nên đã hút nó vào. Box chuyển sang dạng bơm bóng để tạo ra bóng bay và chuyển sang dạng bìa cát tông và bay lên với ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lamis rất tức giận vì Box liều lĩnh đến như vậy. Anh đội trưởng hỏi về đồng xu thì Box cũng đưa ra nhưng Honey đã đến lấy. Vì công sức lần này phần lớn là của Box, anh chỉ huy đã xin mua lại đồng xu với giá 100 đồng vàng. Nghe thấy tiền thì Box sáng mắt ra và đồng ý ngay lập tức. Mọi người cùng nhau trở về và kết thúc chuyến thám hiểm mê cung này. Sau hai ngày thì họ cũng ra được khỏi mê cung mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Họ đã về hội thợ săn của tầng này thì thấy hai chị tiếp tân có vẻ rảnh rỗi vì tầng này có rất ít người qua lại và sinh sống. Cả nhóm sau đó đã có thể nghỉ ngơi sau vài ngày chật vật trong mê cung. Nhóm của anh tóc đỏ thì đã trở về, chỉ còn lại Box Lamis và Honey ở lại vì trưởng hội gấu đã nhờ cả ba khảo sát chu vi của mê cung này giúp. Lúc này một anh chàng điển trai tóc vàng bước vào. Xung quanh anh ta tỏa ra hào quang sáng chói đúng chuẩn một soái ca. Anh ta tên Misu và hai cô tiếp tân trong hội quán lúc này cũng đều đứng trước vẻ đẹp của anh ta anh ta đến đây để xin bản đồ của mê cung nhưng cần phải đợi vài ngày mới có. Thế là Misu đã ra về và hai cô tiếp tân sau đó thì không ngừng bàn tán về Misu, tối hôm đó Box lại gặp được Misu. Nhưng khác với lúc đầu khi gặp Misu mà Box gặp đây lại là một người siêu hướng nội và sợ bị người khác nhìn chằm chằm, vì nghe nói tầng này ít người nên anh ta mới tới đây. Box đã lên tiếng chào Misu và kêu anh ta bỏ đồng vu vào. Misu đã mua một lon cacao và nó khá ngon khiến anh ta thư giãn đầu óc hơn hẳn misu sau đó đã ngồi tâm sự với box và box thì cứ nghĩ anh ta định mua lại bản thân nhưng thật ra misu muốn đi cùng với nhóm của box để khai phá hầm ngục trên đường đi thì misu chỉ nói được một câu nhất trí khiến box cũng phải chán với mức độ hướng nội này một tuần đã trôi qua khi đang đi trên đường lamis có vẻ không được khỏe vì vừa đi bộ vừa vác theo box nặng nửa tấn nên cô đã bắt đầu thấm mệt lamis sau đó đã ngã nhưng may mà có misu đỡ lấy lamis sau đó được đưa lên xe và thì ra hôm nay là ngày đèn đỏ của lamis nên cô khá yếu Thay thế thì Box đã chuyển đổi sản phẩm và đưa băng vệ sinh cho Lamis. Box tiếp tục chuyển sang hình dạng máy giặt để giặt đồ cho Lamis khiến cô thấy rất biết ơn sau vài tháng kể từ ngày khởi hành. Misu cũng đã quen và cởi mở hơn trước, đang đi thì gấu vàng bảo dừng lại vì hình như cậu ta đã đánh hơi được gì đó. Cậu ta kêu gấu xanh lên xác nhận thì có biết là có vài người đàn ông đang ở phía trước. Nhưng ở đây vốn không có thợ săn nên Misu biết rằng những người kia đến tìm anh nên xin phép đi một mình, nhưng Lamis không đồng ý vì đi một mình rất nguy hiểm. Misu vẫn muốn rời đi vì sợ liên lụy đến cả đội. Nhưng Lamis và Honey đã cho Misu biết là chỉ cần bên cạnh Box thì khỏi lo bị thương, Box cũng tạo kết giới để chứng minh. Misu đã vận một đòn tấn công, một tia xét hình con rồng lao tới nhưng không thể nào xuyên thủng được kết giới của Box. Có điều bị trừ đến 500 điểm khiến Box cũng hơi giật mình vì lần trước Boss cá sấu tấn công chỉ mất 1.000 điểm mà sức mạnh của Misu lại bằng một nửa nó. Vì nhận thấy Box có vẻ đáng tin cậy nên Misu đã quyết định sẽ tiếp tục đi chung với cả nhóm theo lời misu nói thì trong năm người bên kia thì ba người là tay kiếm cấp cao hai người còn lại là pháp sư có thể sử dụng đủ bốn nguyên tố cuối cùng hai bên đã chạm trán nhau và tên chột mắt là thủ lĩnh của đám này hai bên đã lao vào giao chiến với nhau lamis cùng gấu vàng và box sẽ đấu với hai tên pháp sư còn misu sẽ xử ba tên kiếm sĩ những đòn ma pháp của hai tên pháp sư không thể nào xuyên qua được kết giới của box box đã chuyển đổi hình dạng thành máy phun nước áp lực cao để lamis bắn bọn chúng và còn tạo thêm xà phòng khiến chúng cay mắt mà không thể dùng phép họ thành công đánh bại và trói chúng lại bên misu cũng đã xử lý được hai tên kiếm sĩ và chỉ còn tên thủ lĩnh nữa nhưng chỉ với cái chớp mắt thì hắn đã nằm một đống ở trên đất khiến lamis cũng kinh ngạc mà cảm thán trước sức mạnh của misu misu vẫn quyết định rời nhóm và đi đến tầng khác do không muốn mọi người bị liên lụy lamis đã đề xuất misu gia nhập vào đội của anh chỉ huy tóc đỏ bởi vì trong nhóm đó ai cũng có hoàn cảnh và vấn đề riêng giống anh ta, Misu sẽ liên hệ để gia nhập và cũng chào tạm biệt mọi người. Không lâu sau, lại một cuộc họp của hội bán hàng diễn ra. Sau chiến dịch đẩy lùi chuỗi nhà hàng thành công mỹ mãn lần trước thì lần này Nami quyết định tổ chức cuộc thi ăn nhiên dịp bức tường của làng được hoàn thành. Đồng thời cũng là để gia tăng doanh thu của các quán. Các quán ăn khác cũng đồng ý với kế hoạch này nhưng có một vấn đề nan giải là cuộc thi lần này có sự tham gia của những kẻ hủy diệt bao tử, hố đen vũ trụ mang tên nhóm ác quỷ phàm ăn và suy của nhóm anh tóc đỏ mọi người không biết làm sao để có đủ thức ăn cho những cái hố không đáy này nên phải nhờ sự giúp đỡ của nhóm box box đưa ra ý kiến là dùng coca thay nước vì nó cùng với thức ăn sẽ làm các tuyển thủ nhanh no hơn và lượng tiêu thụ thức ăn cũng sẽ theo đó mà giảm đi rất nhiều ngày hội đã sớm bắt đầu mọi người cùng nhau tụ tập rất đông tại cuộc thi và lần này do số lượng người tham gia quá đông nên cuộc thi sẽ phải chia làm hai bảng năm người ở đầu bảng sẽ vào chung kết và giải thưởng của người vô địch là một phần quà bí ẩn Thể lệ cuộc thi là trong thời gian quy định thì 5 người đầu tiên ăn hết phần thức ăn của mình thì sẽ vào chung kết. Cuộc thi bắt đầu đã sớm bắt đầu nhưng khi chưa hết thời gian thì đã có người chiến thắng, trong đó có 4 người là nhóm phàm Ăn và và con người duy nhất vào trong bảng một là một ông chú khác. Bảng 2 cũng được bắt đầu ngay sau đó, bảng này thì đa phần là nữ, có không ngoài dự đoán khi người xong đầu tiên ở bảng này chính là Sui. Hai người tiếp theo lần lượt là cô gái đeo kính và Lamis. Hai chú lực điền khác là hai người đi tiếp sau cùng, một lúc sau thì chung kết cũng đã bắt đầu. Box cũng có chức năng mới là máy phát nhạc khiến mọi người trong hội trường đã sôi nổi thì càng sôi nổi hơn, thể lệ vẫn như vòng đầu. Trong thời gian quy định ai ăn nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Từ món thịt viên rồi đến bánh kem, Sui chỉ nuốt một phát và sau cùng thì cô cũng là người giành chiến thắng trong cuộc thi. Phần thưởng cho người vô địch được Nami công bố là sử dụng miễn phí Box trong vòng một ngày. Ngay cả Box cũng không biết gì về chuyện này, nhưng vì đã lỡ hứa giúp nếu có rắc rối gì nên Box đành phải chấp nhận làm phần thưởng cho người thắng cuộc. Sui sau đó đã trở về nhóm để khoe chiến tích của mình. Anh tóc đỏ định dùng ké box để đi săn quái nhưng Sui đã từ chối. Cô quyết định dẫn box đến tầng đầu tiên. Tầng đầu tiên là một hang động rất lớn. Cô dẫn box xuống đáy tầng và gặp đám trẻ con và cô hiệu trưởng của Sui. Cô giới thiệu box với bọn nhỏ và bọn nhỏ rất thích khi được ăn bánh uống nước miễn phí. Box chơi với bọn trẻ từ máy bán bóng bay rồi đến máy phun nước tạo mưa và sau đó là biến thành máy giặt đồ để giặt đồ cho bọn trẻ. Tới giờ đi tắm thì có cô bé lo chơi nên đã quên lấy nước đổ vào bồn. Thay thế box liền chuyển sang máy phun nước nóng tự động và giúp bọn trẻ xả nước nóng vào bồn để tắm. Họ đã cùng nhau tắm rất vui và đến buổi tối hôm đó. Mọi người ở bên nhau cùng thưởng thức những món ăn của box rất vui vẻ. Box cũng muốn giúp những người ở đây nhiều hơn, thế nhưng cậu sợ bọn họ dựa dẫm vào cậu quá nhiều. Lamis cũng biết box suy nghĩ điều gì đó nên đã đi đến ăn ủi box. Khi bọn trẻ đi ngủ, Sui đã đi đến và nói chuyện với box. Cô cảm ơn box và hứa sẽ trả hết chi phí hôm nay cho box nhưng Box từ chối nhận. Sui cũng kể về chuyện ở tầng này cho Box nghe. Tầng đầu tiên này thì ai cũng đã từng đi qua một lần vì phải vào tầng này thì mới dịch chuyển được những tầng ở phía dưới. Nếu ai đó không vượt qua được tầng này thì cũng không có quyền tiến xuống những tầng dưới. Nhưng cũng có những người vẫn ở lại tầng này vì nhiều lý do khác nhau. Sui cũng kể thêm nơi này từng là nơi của những đứa trẻ bị bỏ rơi và chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô mong muốn mọi người ở đây có thể được hạnh phúc. Nói xong Sui liền chạy vào trong đi ngủ khi mọi người đang say giấc nồng thì có một nhóm nguy hiểm lại tìm đến Box. Bọn này có ý định trộm Box. Box có thể đánh thức Lamis và Sui nhưng sợ làm thế thì lũ trẻ sẽ gặp nguy hiểm nên Box quyết định một mình chiến đấu. Box đã liên tục trọi đá và dọa bọn chúng hoảng sợ mà bỏ chạy. Sáng hôm sau Lamis và Sui xem lại những gì được Box ghi lại tối hôm qua. Họ nhận ra đám kia là những cựu thợ săn có căn cứ ở gần đây. Cô hiệu trưởng rất tức giận nên bà đã cầm cung tên để tìm bọn tính sổ. Do từng là một thợ lão luyện và là người dạy su y bắn cung nên chỉ một tiếng sau bà đã quay trở lại. Nhìn thấy không còn mũi tên nào trên người thì cũng đã đủ để hình dung kết cục của bọn xấu như thế nào rồi. su y quyết tâm một ngày nào đó cô sẽ trở thành một thợ săn tài ba giống cô giáo tiếng. Vài ngày sau, Lamis đã la thất thanh với khuôn mặt tái mét khi nghe anh tóc đỏ mời nhóm của cô thám hiểm tầng hơi thở địa ngục. Tầng hơi thở địa ngục là tầng tràn ngập những thứ kinh dị như zombie và xác sống. Từ nhỏ Lamis đã sợ những thứ đó, honey còn kể thêm những bí mật đáng xấu hổ của lamis thời nhỏ như việc cô nghe chuyện ma xong là không dám đi vệ sinh nữa nhưng nếu không có lamis đi theo thì box cũng sẽ không theo được vì chẳng có ai trong nhóm có đủ sức để đem theo box theo vì thế vấn đề lương thực sẽ gặp khó khăn mặc dù sợ nhưng lamis cũng muốn đi theo với mọi người thế là mọi người đã tập trung tại cổng dịch chuyển và bắt đầu lên đường chuyến đi lần này sẽ không có đội phó vì cô cũng sợ mấy thứ đó giống lamis lamis nghe vậy thì cảm thấy thật bất công đối với cô khung cảnh ma mị của tầng này cùng với quán trọ khiến lamis sợ hãi vô cùng vừa bước vào quán trọ thì cô đã bị cô chủ quán trọ hù cho bất tỉnh honey đã úp mở cho box biết về lý do gì đó mà lamis mới liều mình đi xuống tầng này buổi tối hôm đó ở ngoài nhà trọ thì box đã thấy rất nhiều vong linh và ma quỷ box dùng muối đuổi chúng đi nhưng không được box thử dùng thêm những bức tượng thánh thần từ đủ văn hóa tôn giáo khác nhau nhưng cũng vô dụng nốt sáng sớm ra ngoài honey đã ra hỏi thăm box có ngủ ngon không thì một mớ hỗn độn ngoài này đêm qua box đã thức trắng đêm để thử mọi cách để đuổi bọn ma quỷ kia đi nhưng chả cái nào có tác dụng mọi người sau đó đã phải chia nhau ra để giám sát và tìm thêm viện trợ box đang ngắm cảnh vật yên bình thì bà chủ trọ lại đột nhiên xuất hiện khiến box hú cả hồn cả hai đã trò chuyện về những con quái thì một lúc sau lamis bước ra với trạng thái mệt mỏi và chán nản có vẻ đêm qua cô đã trải qua một đêm kinh hoàng honey đã đi tới choàng lấy cổ lamis và nói sẽ giúp lamis vượt qua nỗi sợ của mình Lamis cũng rất quyết tâm nhưng khi Honey giao cho cô nhiệm vụ đi một vòng quanh làng thì cô lại rén. Nhưng Lamis không muốn trở về khi chưa thu được gì nên cô chơi tới luôn. Honey đã kêu Lamis đi tới cửa hàng ở lối vào làng và mua thuốc hồi phục nhưng cô phải đi một mình và không được đi cùng Box. Lamis nói cô không còn là con nít nên ba cái đầu quỷ này cô không sợ tí nào. Nhưng vừa đi một đoạn thì cái cửa nhà hàng xóm mở nhẹ ra. Lamis chỉ có vậy mà đã chạy bán sống bán chết trở lại. Lamis năn nỉ Honey cho cô mang theo Box đi cùng cho đỡ sợ honey hết cách cũng đành phải chấp nhận lamis vì muốn đi cùng với box đến mọi nơi nên cô mới cố gắng đến thế box cũng giúp đỡ lamis bằng cách tạo ra mùi hương dễ chịu và phát ra tiếng nhạc để giúp cô đỡ căng thẳng khi về tới nhà trọ lamis đã khoe với mọi người về chiến công của cô lamis rất mạnh miệng nói bản thân chẳng sợ gì nữa nhưng tới khi honey giao cho nhiệm vụ tiếp theo thì cô chuồn mất anh chỉ huy tóc đỏ sau đó cũng về và phía sau của anh là nhóm phàm ăn và misu misu đã liên lạc với anh tóc đỏ để gia nhập nhóm và chuyến đi lần này sẽ quyết định xem Misu có được gia nhập nhóm hay không. Mục tiêu lần này của nhóm sẽ tìm ra con boss của tầng này, vua linh hồn và đánh bại nó. Khi nghe nhiệm vụ bắt đầu thì Lamis đã sợ đến mức bóp méo cả Box. May Box là máy chứ là người thì chắc đã lành ít dữ nhiều. Ngày bắt đầu, nhóm phàm ăn thắc mắc về việc tại sao nơi này lại đặt mộ ở ngoài làng thì anh tóc đỏ đã kêu mọi người dừng lại. Hóa ra bọn họ đã bị bọn Andes bao vây. Nhưng với tổ đội mạnh như này thì lũ Andes cũng sớm bị áp đảo hoàn toàn. Sau vài ngày quan sát, Box thấy lũ quái vật thường xuyên nhìn vào cửa sổ nhà dân với một sự ghen tị gì đó. Có một cậu bé zombie đã tiến đến chỗ Box và có vẻ nó muốn đồ ăn của Box. Cậu bé không biết mở nên đã cắn luôn vỏ chai. Và những ngày sau đó, ngày nào cậu bé zombie cũng đến nhưng đêm nay là đêm đầu tiên Box ngủ ngoài làng nên Box không thể đưa nước cho cậu bé zombie được nữa. Ấy vậy mà một lúc sau, Box nhận thấy một sự hiện diện quen thuộc của zombie, nhưng chỉ có một con tiến đến. Thì ra là cậu bé zombie những ngày vừa rồi đi đến. Hai anh em sinh đôi thấy vậy thì đã đâm mũi giáo đến. Box thét lên ngăn cản nhưng có vẻ đã quá muộn. Mũi giáo đã tiêu diệt cậu bé zombie. Hóa ra cậu bé định đến bỏ đồng xu vào mua gì đó nhưng đã quá muộn. Bóc rất buồn nhưng cũng không thể trách được vì an toàn là trên hết. Sau vài ngày thì anh đội trưởng đã biết vị trí của boss vua linh hồn. Nó là một đại pháp sư và dùng được nhiều loại ma pháp thuộc tính cùng với lượng ma lực khủng khiếp. Do đó hắn có thể sử dụng ma pháp liên tục anh chỉ huy phải nhờ box tạo rào chắn chặn ma pháp và những người còn lại sẽ lao vào tấn công. Mọi người đều đồng ý với kế hoạch của anh ta và không lâu thì họ đã tìm được nơi ở của vua linh hồn, có tổng hơn 20 con quái đàn em của vua linh hồn. Cũng không đông lắm, nhưng anh đội trưởng muốn giảm bớt số lượng trước khi tiếp cận boss. Thế là box đã biến thành máy bán dầu mọi người có vẻ vẫn chưa biết này là dầu đến khi Honey kêu châm lửa thì mới biết. Họ sau đó đã ném những chai dầu xuống và tận dụng chức năng xóa vỏ chai nhựa của box để đống dầu bị giải ra khắp cả một vùng dâu cũng bị dính trúng lửa của đám ma chơi nên bị cháy toàn bộ, và Box chỉ việc dựng rào chắn để chống lửa cho cả đội cùng tiến lên phía trước. Vua linh hồn thấy bọn họ tiến đến thì dùng ma pháp sấm sét nhưng không thể xuyên qua được rào chắn của Box. Vua linh hồn cũng bất ngờ khi ma pháp của mình đã bị chặn được. Anh tóc đỏ và Sui đã tấn công vua linh hồn thì hắn tạo bức tường đá để chặn đòn tấn đồng. Thời cô lập tất cả mọi người với nhau, Lamis lao lên đấm hắn nhưng ma pháp băng và gió của hắn đã thổi bay cả cô lẫn Box nhưng với phước lành sức mạnh thì cô vẫn lùi bước, hắn sau đó đã tách mặt đất ra làm hai để khiến Lamis rơi xuống. Nhưng Box biến thành bìa cát tông để giúp Lamis nhẹ nhàng leo lên. Vua linh hồn định vẫn chưa tấn công Lamis nhưng Sui và mọi người đã bắt cầu thang và bắn vỡ ma pháp của hắn. Vua linh hồn không có ma pháp thì liền bị Lamis nhảy lên đạp gãy đôi như ông thầy kích cắt nào đó. Vua linh hồn vẫn còn chăn chối được vài tiếng. Hắn cho biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Đột nhiên một quả cầu trọng lực to đùng rơi xuống đè chúng tất cả bọn họ. Đa phần mọi người đều bất tỉnh sau đòn đó, chỉ có những người mạnh mẽ có thể đứng dậy nổi, cụ thể là Misu. Anh đội trưởng cùng Box và Lamis, anh chỉ huy định lấy nón của mình thì những mầm cây màu đen mọc lên và tạo nên một khối cầu đen có mắt. Khối cầu biến đổi thành một kẻ hắn tự xưng là Diêm Vương. Quả cầu vừa rồi là của tên này và hắn cũng biết thân phận của Box. Misu đã chạy ra sau tảng đá và nhảy lên tính đánh lén hắn, nhưng đó chỉ là ảo ảnh của hắn, hắn đánh Misu văng ra xa và bất tỉnh. Honey đã tỉnh lại và ném chai dầu để Sui bắn vào làm nó phát nổ. Nhân lúc này thì Lamis đã ôm những người bị thương và rút lui. Nhưng hắn đã bắt được Honey và Sui rồi giật xét làm cả hai bất tỉnh. Mọi người bây giờ đều đã bất tỉnh gần hết và chỉ còn Lamis. Cô rất tức giận và lao đến tấn công nhưng không thể nào chạm được hắn. Box muốn Lamis phải giữ bình tĩnh lại nhưng nếu không làm gì đó ngay lúc này thì tất cả sẽ chết. Boss cũng có kế hoạch trong đầu nhưng có bất chắc gì thì Lamis có nguy cơ sẽ hy sinh vô ích tình hình hiện gần như là tiến thoái lưỡng nan và vào những lúc như này thì sức mạnh tình bạn sẽ là thứ giải quyết hết tấn cả lamis và box quyết sẽ chiến đấu tới cùng box đã tạo rất nhiều bóng bay rồi đẩy lamis lên bằng tất sức mạnh của bản thân lamis lao đến diêm vương thì hắn định dùng ma pháp tấn công cô nhưng box đã đẩy tất cả bóng bay lên để che tầm nhìn hắn và đồng thời chặn luôn đòn tấn công lamis có cơ hội bay lên đá gãy cánh tay của hắn mất một tay thì thì hắn cũng biến đi mất và hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại cả hai Lamis đã chạy đến chỗ Honey để xem tình hình. Anh tóc đỏ cũng tỉnh dậy và chạy đến chỗ Sui, cả hai cùng cố gắng ép tim cho hai người kia tỉnh lại. Box cũng hiểu ra gì đó và biến thành máy kích điện tim, nhưng kể cả những người ở thế giới cũ thì cũng ít ai biết sử dụng thứ này nói gì đến người ở thế giới mới. Box chỉ còn biết liều và đưa hướng dẫn sử dụng đến tay Lamis. Có vẻ Lamis đã hiểu được phần nào cách dùng và giờ điểm quyết định là nằm ở đây. Để tăng khả năng hồi phục thì Box đã tăng sự khéo léo bằng tất cả số điểm còn lại của bản thân. Box bắt đầu quá trình kích tim còn Lamis thì cố hết sức xoa bóp tim để Honey tỉnh lại. Tưởng đâu đã không thể cứu được nữa thì cô đã dần tỉnh lại và Sui ở bên cũng vậy. Anh chỉ huy vui mừng và nhảy sổ và ôm lấy Sui làm cô khá khó thở. Khi trở về quán trọ thì Misu đã xin lỗi tất cả vì một phút nóng vội của bản thân mà làm cả nhóm gặp nguy hiểm đến tính mạng ai nấy đều đã bỏ qua cho misu và vài ngày sau khi honi và mọi người bình phục thì cả nhóm đã lên đường trở về thị trấn và báo cáo lại cho hội trưởng gấu về sự xuất hiện của diêm vương hội trưởng gấu cũng biết về diêm vương vì hắn là kẻ phục vụ cho quỷ vương tức là đứng sau hắn còn có kẻ mạnh hơn nhiều lần hội trưởng gấu sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để tìm cách đối phó với hiểm họa sắp tới này khi về tới quán trọ thì nami đã nhảy bổ vào lamis vì quá lo cho cô mọi người trong làng cũng lần lượt tán dương box vì đã lập công lớn trong chiến dịch lần này Misu đang đứng một mình suy nghĩ bên cầu thì nhóm Phạm An tìm đến. Do từng bị Diêm Vương đánh bại nên anh đã xin thề với thanh kiếm của mình là lần sau nhất định sẽ không thua và sẽ bảo vệ đồng đội của mình tới cùng. Tự tin là vậy nhưng khi nghe sắp tới hội trưởng gấu sẽ tập hợp thợ săn cấp cao của các tầng để họp và số lượng lên đến cả ngàn người thì Misu tái hết cả mặt. Anh tóc đỏ lúc này cũng trầm tư suy nghĩ về việc mong muốn thực hiện điều ước trong khi anh lại không thể bảo vệ được đồng đội của mình. Cặp sinh đôi và đội phó đã đến an ủi anh ta để anh ta có thể lấy lại được sự tự tin thường ngày của mình của mình, không lâu sau. Vừa sáng sớm thì Lamis đã đưa Box rời làng mà Box còn chẳng biết đi đâu, Lamis đã đưa Box đi đến nơi lần đầu cả hai người gặp nhau. Cô tâm sự với Box rất nhiều điều, Honey và Sui cũng đến và cả ba đều lần lượt tặng cho Box một nụ hôn và phim đến đây cũng là kết thúc.